Bị đồn về Việt Nam tái xuất showbiz, Phạm Hương chính thức làm rõ. Dù sang Mỹ định cư và sinh con, song mọi thông tin về hậu Phạm Hương luôn là chủ đề nóng để mọi dân mạng bàn tán. Đặc biệt, việc cô nàng trở về Việt Nam gần đây cũng làm dấy lên nghi vấn. Người đẹp chuẩn bị tái xuất showbiz. Đến mới nhất, Phạm Hương chính thức lên tiếng làm rõ mọi việc. Theo đó, nàng hậu bày tỏ trong suốt những ngày qua, Phạm Hương đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các sự kiện giải trí, lời mời phỏng vấn của các cơ quan báo chí, truyền thông, cũng như các nhãn hàng mời hợp tác. Tuy nhiên, có những chương trình Phạm Hương không thể tham gia bởi vì phải dành thời gian cho những hoạt động dành cho gia đình đã sắp xếp từ trước. Đồng thời, Phạm Hương mong muốn trong quãng thời gian ít ỏi ở lại Việt Nam, mình sẽ được dành thời gian cho gia đình để hoàn thành mục tiêu về thăm quê hương mà trước đó đã đề ra. Cô nói thêm, trong tương lai Phạm Hương hy vọng sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho các sự kiện để đáp lại tình cảm của mọi người dành cho mình. Bạn cảm nhận gì về những chia sẻ của Phạm Hương?